Đây đây nhá, em đóng gói gửi luôn cho 10 cụ khách lọc nguồn Mỹ xịn luôn. Đột lô này về công nhận là đẹp xuất sắc luôn. Đóng gói hết đây này, 10 cụ lần 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Đấy, cho 10 cụ đi luôn. Đây em giờ kéo xe đi luôn cho các cụ đây. Nói chung anh em nào chơi audio thì nguồn mà là trái tim của bộ máy, cho nên anh em đừng có tiếc gì mấy tí tiền thì không quan trọng bằng cái bộ nguồn này. Bộ nguồn là quan trọng nhất nhá. Hệ thống của anh em mà có điện đài sấm sét cháy nổ thì anh em mà lúc đấy không có cục này thì anh em mới thấy là tiếc. Đấy, con này là chống quá áp này, chống sét được luôn anh em nhé. Tóm lại là điện lưới có vấn đề gì thì nó sẽ nhảy trước, nó ngắt điện cho anh em, bảo vệ cái đồ audio đắt tiền của anh em, mà nó đưa ra nguồn điện sạch. Nhà dòng này là hàng xuất Chipolit của Mỹ, nó hỗ trợ điện vào, anh em cắm vào ổ điện vào bao nhiêu thì nó sẽ ra bấy nhiêu. Ví dụ anh em cắm ổ 110V thì tất cả 6 lỗ này nó sẽ ra 110V hết cho anh em nhé. Đây 10 cụ, em chuyển luôn cả 10 đây, đầy đủ cho các cụ rồi, cho nên yên tâm, chờ 1-2 ngày nữa là nhận được hàng thôi. Hy vọng các cụ nhận được trước ngày nghỉ lễ, bởi vì là cũng chuẩn bị dịp, đúng dịp nghỉ lễ rồi nha. Khắp đất nước luôn, từ Cà Mau, Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai này, Hà Tĩnh này, Nghệ An, Đà Nẵng có hết rồi nha. Các cụ cứ bình tĩnh mà chờ hàng thôi. Nói chung là cái lô này đẹp thật, công nhận là chất sạch sẽ luôn, hàng nguyên zin, dây nguồn là dài 1m8, dây to bằng ngón tay luôn, quá tuyệt vời. Bây giờ đi gửi luôn.